Boom! Xin chào anh em đã quay trở lại với chương trình của BKV. Mình là Nguyễn Tự Quảng. Xàm xí thôi, mình không phải Tự Quảng đâu. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một trong những ứng dụng mình rất thích. Bạn đã bao giờ đắn đo việc là có người yêu hoặc là bồ nhắn tin cho mình, hay là có một số điện thoại nào đấy gọi điện để chúng ta có thể chuyển hàng nóng, hoặc là ảnh ọt các thứ các bạn chụp vào rồi là không muốn giấu hay bố mẹ mình xem, và các bạn không biết giấu đi đâu hay chưa? Thì ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một ứng dụng đến từ BKV. Và khi mà các bạn mở cái app này lên ý, thì nó sẽ yêu cầu các bạn phải lập một cái tài khoản. Như vậy là khi mà các bạn đi vào cái app ấy thì các bạn sẽ nhìn thấy BKV Setbox, nó có một cái giao diện rất là đơn giản, giống hoàn toàn với những cái phong cách của BKV Antivirus ở trên điện thoại, cũng như là những cái app của BKV khác ở trên Android. Thế thì chúng ta sẽ có những cái chức năng như sau. Thì trong cái bản Pro nó sẽ có 3 phần chính, đó là tin nhắn riêng tư này, danh bạ riêng tư và cuộc gọi riêng tư. Với cái phần tin nhắn riêng tư này thì BKV Setbox nó sẽ yêu cầu chúng ta cài đặt BTalk để có thể sử dụng tốt hơn. Tuy nhiên thì các bạn nếu không sử dụng BTalk của BKV thì các bạn vẫn có thể ẩn tin nhắn. Thì cái cách ẩn tin nhắn rất đơn giản thôi, trong cái máy này mình không có tin nhắn nào cả, thế nên là mình sẽ không thể biểu diễn cho các bạn được. Tuy nhiên khi mà các bạn bấm thêm ấy thì cái tất cả những cái đoạn hội thoại mà các bạn muốn giấu đi nó thì các bạn sẽ có thể chọn từ trong cái phần tin nhắn và các bạn cho vào đây, và từ đó nó sẽ không bao giờ xuất hiện ở trong phần tin nhắn nữa. Ở cái phần danh bạ riêng tư này thì các bạn có thể thêm hay bớt những cái số điện thoại bạn không muốn xuất hiện trong danh bạ nhưng mà nó sẽ xuất hiện trong này. Ở đây thì mình đã add một số vào rồi, thì bây giờ mình sẽ thử xóa đi để biểu diễn lại cho các bạn nhá. Đây mình sẽ sửa này, sau đó bấm nút xóa. Nếu các bạn muốn add một cái số vào cái phần danh bạ riêng tư ấy, thì nó sẽ không bao giờ hiện lên trong phần danh bạ nữa. Bây giờ thì mình sẽ thử tạo một cái số trong phần danh bạ nha. Sau khi mà các bạn lưu xong ấy, thì nó sẽ hiện lên trong phần danh bạ. Đây là điều rất bình thường. Tuy nhiên nếu các bạn không muốn nó hiện ở trong danh bạ nữa thì các bạn sẽ vào BKV Setbox này. Sau đó thì các bạn sẽ vào phần danh bạ riêng tư, danh bạ máy, và các bạn có thể add cái phần danh bạ. Và sau khi mà các bạn add xong ấy, thì các bạn hoàn toàn không tìm thấy nó trong phần danh bạ của máy nữa. Rất là tiện dụng. Và các phần còn lại, ví dụ như là ảnh này, khóa ứng dụng này, file và thư mục và ghi chú riêng tư thì nó cũng rất là đơn giản. Ví dụ các bạn muốn ẩn một cái bức ảnh nào đó đi ở trong cái phần thư viện, cũng như là các bạn muốn ẩn video nào đó đi thì các bạn cũng có thể vào đây và thêm. Hoàn toàn những cái thao tác này rất đơn giản, và khi các bạn thêm xong thì các bạn sẽ không tìm thấy nó bất kỳ đâu ở trong phần thư viện nữa. Đó là những cái phần mà mình đã giới thiệu cho các bạn về cái chức năng. Nó chỉ là những cái phần bề nổi thôi, còn ở trong phần cài đặt thì chúng ta sẽ tìm thấy vô vàn những chức năng rất là thông minh của anh BKV. Thứ nhất là cài đặt tính năng bảo vệ thì nó sẽ không để cho cái app này bị xóa hay bị gì rồi. Nhật ký đăng nhập này, nó sẽ lưu lại tất cả những lần các bạn đăng nhập vào. Giả tài khoản Setbox thì đây là một cái phần mình rất thích luôn. Ví dụ như đối với những bạn còn là học sinh hay sinh viên, các bạn vẫn phải chịu sự quản lý của bố mẹ, thì bố mẹ các bạn sẽ bắt buộc phải hỏi dò cái app và cái tài khoản cũng như là cái mật khẩu của bạn khi mà các bạn mở máy lên. Thì các bạn có thể hoàn toàn làm giả cái này bằng cách là các bạn khai một phần mật khẩu điêu. Mình sẽ không khai cái mật khẩu của mình ra, mình sẽ khai là 1, 2, 3, 4, 5. Thì mình sẽ add cái mật khẩu đấy vào đây, 1, 2, 3, 4, 5. Đó, như vậy là được rồi, thiết lập tài khoản giả thành công. Và mỗi lần bố mẹ hoặc là những cái người nào đã hỏi được cái password của bạn thì các bạn có thể nói cái mật khẩu giả, và bất kỳ lúc nào người ta sử dụng cái mật khẩu giả đấy để người ta đăng nhập vào thì họ vẫn sẽ nhìn thấy cái app. Tuy nhiên tất cả các dữ liệu của bạn đã đều được xóa đi, không còn bất kỳ một cái danh bạ, một cái tin nhắn hay là một ảnh video nào mà lúc nãy mình giấu nó còn ở trong này. Toàn bộ những dữ liệu này đều được làm giả, và đây là một trong những tính năng mình cảm thấy là rất thông minh. Cái phần tiếp theo mình muốn giới thiệu là khi mà các bạn cài đặt mật khẩu giả ấy, thì các bạn có thêm một lựa chọn nữa, đó là nó sẽ không mở app lên mà nó sẽ mở một cái chương trình mà bạn lựa chọn. Ví dụ như này, các bạn sẽ chọn cái phần Advanced 8 này đi, và các bạn chọn đồng ý này, thì mỗi khi mà người ta nhập cái mật khẩu giả vào và nhập cái mật khẩu các bạn khai điều ấy thì nó sẽ hiện lên cái app Advanced 8 chứ nó không hiện lên cái app BKV, và người ta nghĩ đây sẽ là một cái phần mềm đã bị lỗi. Và sau đó các bạn nhập tài khoản bình thường của mình vào thì các bạn vẫn vào được bình thường, không có vấn đề gì hết. Một trong những tính năng nữa mình cảm thấy nó rất thông minh, đó là tính năng ẩn icon chương trình. Khi mà các bạn ẩn icon đấy thì có lẽ là cái chương trình này nó đã không còn tồn tại. Các bạn thấy không? Hoàn toàn không hiện lên BKV Setbox nữa. Và các bạn sẽ có một cách để các bạn triệu hồi lại được cái app đấy bằng cái cách là như thế này. Các bạn sẽ vào gọi điện này, bấm thang thang và bấm mật khẩu cái ứng dụng của bạn. Đấy, như này, 761285 là cái mật khẩu của mình, và mình gọi này. Như vậy là cái app của mình đã được triệu hồi lên, mặc dù nó không còn icon trên màn hình nữa. Thật là tuyệt vời, thật là không thể tin nổi luôn. Và như vậy là mình đã giới thiệu cho các bạn về cái app của Việt Nam mang tên là BKV Setbox. Một cái app rất là thông minh giúp cho chúng ta có thể bảo mật được hoàn toàn tất cả những ứng dụng, cũng như là chúng ta có thể giấu được đi tất cả những gì chúng ta muốn. Và mình rất mong được gặp lại các bạn trong các video sau. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.